Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta đo ampe một chiều và ampe xoay chiều luôn, điều mình hướng dẫn trong cái video này. Thì với như là đồng hồ này thì ampe tối đa nó là 20 ampe, còn những loại đồng hồ khác thì ampe tối đa hay là 10 ampe hoặc 5 ampe hoặc là cao hơn, tùy và loại đồng hồ thôi, bạn coi vào cái thang của nó là biết. Thì cái thang này rất là nguy hiểm ha, nếu chúng ta đo sai cái thang này thì đồng hồ khả năng nó cháy đó, vì vậy chúng ta nên coi kỹ càng cái video này ha, không có bỏ qua những cái bước gì hết cả. Đây mình sẽ cho bạn biết một số sai lầm khi chúng ta đo ampe. Sai lầm thứ nhất nha, là chúng ta chỉnh qua đo ampe rồi nè, chỉnh qua ampe ta đo mà cái que đỏ này nè chúng ta không để qua bên đây, không có để qua bên đây, hoặc là không để bên đây, chúng ta để qua thang bình thường, để bình thường như vậy. Chúng ta chỉnh qua đo ampe rồi nhưng mà chúng ta vẫn để bình thường như vậy, để vẫn để que bình thường, không chuyển que này, không chuyển cái này qua bên đây thì sẽ không đo được ha, sẽ không đo được. Rồi sai lầm thứ hai là chúng ta dụ đây là thang 20 ampe phải không, thì chúng ta phải để qua ổ 20 ampe, hoặc là chúng ta muốn đo nhỏ hơn 20 ampe là 200 MA, 20 MA hoặc là 2 MA thì chúng ta phải để ở thang này đó, nó gói xíu thôi, bị gắt gói ha. Là ví dụ nè, các bạn muốn đo 200 MA, 20 MA hoặc là 2 MA những cái thang này thì chúng ta để que đo vô đây, que đo vô chữ MA, que đỏ vô chữ MA. Nếu các bạn muốn đo thang 20A này, chúng ta phải để qua bên đây 20A đó, thấy chưa. Rồi thì ampe một chiều và ampe xoay chiều đều là như vậy hết. Cái sai lầm này rất là nghiêm trọng, là sai lầm thứ ba rất là nghiêm trọng nè. Chúng ta cắm vào như vậy ha, cắm vào như vậy, chúng ta để ha A xoay chiều, chúng ta muốn đo thử cái ổ điện sao, chúng ta chọt này vô cái ổ điện, chọt vô ổ điện 220 á, thì 100% các bạn lôi đồng hồ bạn nổ bùm ha, nổ cái bùm liền ha. Để ampe mà chọt vô điện 220 á là nổ cái bùm liền, khỏi nói nhiều các bạn. Vì vậy chúng ta phải coi video này kỹ ha. Ví dụ bây giờ mình để qua MA đi, vì mình đang định đo cái gì, hiện tại là mình đang định đo cái dòng điện đi qua cái bóng led này. Đây dòng điện đi qua bóng led này thì chúng ta đo như sau, chân đỏ như là mắt nhìn mắt công tắc gì các bạn, công tắc các bạn biết không. Đây, đầu tiên mắt chân đỏ của cái que, rồi chân đỏ của pin, đây chân đỏ của pin nè, qua chân đỏ của led, chân đỏ của pin qua chân đỏ của led, chân đen của pin qua chân đen của đồng hồ. Hiện tại mình đang đo ampe một chiều nha, tại vì có pin nè, pin là một chiều, ampe một chiều thì mình chỉnh qua bên đây. Mình biết rằng cái bóng led này nó chỉ ăn khoảng vài trăm mA là cùng, vì vậy mình chỉnh qua thang 200 mA một chiều mình đo. Rồi mình đưa cái cọc que đỏ vào vô que đỏ, ok led sáng và nó không có hiện ra gì hết. Rồi ok, vậy là cái này ăn hơn 200 mA rồi, mình phải chỉnh ampe này qua bên đây, qua lỗ 20 ampe này, rồi chỉnh qua thang 20 ampe. Tại vì nãy mình thấy để thang 200 mA thì nó full rồi, nó không ra kết quả. Ok, nên nó ăn 240 220 ha. Đây nó phải ăn khoảng 240 220 á. Thì ok, nó như vậy. Đo hay đo như vậy đó. Nhưng mà nói chung bạn nào không rành về đồng hồ không nên đo chức năng này làm gì. Chức năng ampe này là đo ampe đi qua cái đải chứ không phải đo ampe của cái nguồn này, nhiều người nghĩ sai lầm các bạn. Ví dụ cái nguồn này bao nhiêu ampe? Cái nguồn này bao nhiêu ampe? Thì không đo được. Không đo được như vậy đâu, không đo trực tiếp được. Chúng ta phải đo qua một cái tải xả ra để đo. Thì để mà biết được cái nguồn như ampe, các bạn xem video trên đây của mình. Mình có video trên đây là hướng dẫn cách tính ampe đo bằng ắc quy nè. Thì chúng ta coi video đó. Thì nói tóm lại là chúng ta không thể đo trực tiếp. Ví dụ như vậy ha. Que đen vô đen. Đó, đen vô đen, ví dụ ha, đen vô đen. Rồi. Que đỏ vô chân đỏ là không được nha, không được. Nếu nguồn của bạn các bạn mạnh á là nổ đồng hồ ngay, không đo được như vậy, phải đo nối tiếp giống như mắt công tắc vậy các bạn ha, như mắt công tắc vậy đó, công tắc chắc nhiều bạn biết, mắt công tắc vậy đó, đo nối tiếp y chang vậy đó,
thì ta sẽ đo được cái nguồn của cái tải đó ăn bao nhiêu. Cụ thể nãy mình đo đây là cái nguồn của cái bóng đèn đó ăn bao nhiêu ampere thôi, cái bóng đèn này ăn bao nhiêu ampere thôi chứ không đo được cái nguồn của cái này, cái ampere của cái nguồn này à, sai lầm ta rồi, tưởng là đo ampere của nguồn. Rồi video đo ampere này cũng khá là rắc rối, khá là rắc rối. Các bạn nào muốn tham khảo hơn hoặc là muốn tìm hiểu về thang đo này á, các bạn hãy comment bên dưới bên đây thắc mắc của mình, và nếu có gì thắc mắc liên hệ số điện thoại trên đây ha. À, video mình đây kết thúc, bạn thấy hay like subscribe kênh giúp mình. Rồi, chào các bạn.